Chắc xin phép các anh chị chúng ta bắt đầu làm việc. Chắc đề nghị các anh chị ở phía trên đó mình tập trung xuống gần phía dưới hai cái vị trí này để bắt đầu làm việc. Thực hiện số quyết định số 392 trên quy đề UVND ngày 23/1/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 đến 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và kế hoạch số 5663 trên KHUBND ngày 24/11/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai thực hiện thu thập thông tin cầu lao động trên địa bàn thành phố. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân quận 2, Liên đoàn Lao động quận 2, Bảo hiểm xã hội quận 2 phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố tổ chức hội nghị triển khai tập huấn và hướng dẫn cho các đơn vị về các nội dung về pháp luật lao động và thu thập thông tin. Đó là lý do của buổi hội nghị hôm nay. Kính thưa hội nghị, đến dự hội nghị hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Trần Nguyễn Linh, làm Phó Phòng Lao động Tiền lương Tiền công Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Và chỗ ông Liêm sẽ là trực tiếp hướng dẫn và tập huấn cho chúng ta trong các cái chuyên đề. Thì trước khi vào cái buổi tập huấn thì chúng tôi cũng xin thông báo luôn cho tất cả các anh chị, trong cái chương trình thư mời đối với đến các doanh nghiệp thì chúng tôi dự kiến là làm một ngày. Nhưng mà vì cái lý do là cũng là cuối năm thì nghĩ rằng là các anh chị đơn vị thì cũng nhiều việc nên chúng tôi sẽ tóm tắt và rút lại là làm trong một buổi sáng, nên có thể là trong cái buổi sáng thì cái giờ nghỉ nó sẽ kéo dài hơn, mong các anh chị thông cảm. Và đến dự hội nghị hôm nay thì chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu là đại diện cho lãnh đạo 11 phường trên địa bàn quận 2, đại diện cho các đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận 2. Sau đây chúng tôi xin trân trọng mời ông Liêm, Phó Trưởng Phòng Lao động Tiền lương Tiền công của sở lên làm việc cùng hội nghị. Xin kính chào tất cả các anh chị. Có lẽ là hôm nay cũng gần đến cuối năm rồi, chúng ta cũng có rất là nhiều việc. Và cái thư mời của ở quận 2 thì nó rất nhiều nội dung. Thành ra là không biết là chúng tôi có làm có giới thiệu các anh chị ra đầy đủ không. Có lẽ là chúng ta cố gắng chúng ta làm trưa, khi nào xong thì chúng ta nghỉ để buổi chiều chúng ta có thời gian để chúng ta về còn việc cơ quan các anh chị. Cái nội dung thì sẽ giới thiệu các anh chị có mấy cái chuyên đề theo cái thư mời của Ủy ban Nhân dân hai đó, tức là cái tiền lương này, rồi cái bảo hiểm thất nghiệp, rồi cái tranh chấp lao động và cái triển khai cái thu thập cái thông tin về cái cầu lao động năm 2011. Thì trước tiên thì chắc có lẽ là cái hội nghị chúng ta có Ủy ban Nhân dân của các phường ở quận 2 đó, thì sẽ giới thiệu trước cho anh chị cái vấn đề triển khai cái thu thập cái tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trong năm 2011, để cho các phường và chúng ta sau đó thì chúng ta tập huấn qua sang cái sẽ giới thiệu anh chị về vấn đề tiền lương và các cái chuyên đề tiếp theo. Sẽ có lẽ là các anh chị chúng ta cái hàng ở trên cùng mà chúng ta dời xuống dưới này đi, tại vì trong các năm vừa qua đó thì thành phố cũng như cả nước chúng ta đó, thì không có cái dữ liệu về cái thị trường lao động. Do đó từ năm 2010 thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội triển khai vấn đề thu thập cái thông tin về cung cầu lao động trên cái phạm vi cả nước. Thì năm 2011 thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội chọn cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là làm thí điểm cái thu thập cái nhu cầu lao động trong doanh nghiệp, tức là cái tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp và nhu cầu lao động
trong cái thời gian sắp đến. Đấy là cái mục đích ý nghĩa của vấn đề thu thập cái thông tin. Chúng ta không có cái nguồn dữ liệu về thông tin thị trường lao động, do đó là chúng ta thực hiện cái quy hoạch cái nguồn nhân lực chúng ta cũng có sơ, cũng có là không có được đạt cái yêu cầu. Do đó thành ra là cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Lao động Xã hội triển khai cái vấn đề thu thập cái thông tin cung cầu lao động. Cái cung lao động đó thì chúng ta thu thập cái về cái tình trạng lao động việc làm của những người sinh sống trên cái địa bàn thành phố. Còn cái cầu lao động thì thành phố chúng ta đó, báo cáo chị thành phố chúng ta là cái số lượng doanh nghiệp của chúng ta là chiếm 1/3 của cái số doanh nghiệp cả nước. Tức là cả nước chúng ta có 300.000 doanh nghiệp thì thành phố chúng ta có 96.000 doanh nghiệp, báo cáo anh chị như thế. Thành ra Bộ Lao động Xã hội triển khai thí điểm thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà chúng ta làm thành công cái vấn đề cái nắm cái tình hình cái cầu lao động trong các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thì coi như là cả nước thì sẽ làm được. Do đó thì cái yêu cầu nó rất là cấp bách, cũng như là cái tính cái hiệu quả của cái vấn đề thu thập thông tin cầu lao động. Do đó hôm nay thì cũng kết hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 tổ chức giới thiệu anh chị về cái phiếu ghi chép cái cầu lao động năm 2011. Thời gian thì chúng ta làm rất là khẩn trương, tức là chúng ta làm trong vòng 1 tháng thôi, tức là trong hiện nay là coi như đầu tháng 12 thì chúng ta đã kết thúc vào là 25 tháng 12, tức là chúng ta ghi chép và chúng ta chuyển cái dữ liệu về cho Bộ Lao động sau báo cáo chị là tình hình như thế. Chúng ta nắm cái tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp là trong cái phạm vi toàn thành phố của chúng ta, tức là chúng ta có cái thông tư 25 các anh chị, thông tư 25 ngày 14/7/2009, tức là của Bộ Lao động sau hướng dẫn thu thập cái thông tin cung cầu lao động trên phạm vi cả nước. Đấy là cái cơ sở pháp lý. Cái thứ hai là ủy ban nhân thành phố đó có kế hoạch 3434 ngày 17/7/2010, tức là triển khai thu thập thông tin cung cầu lao động trong giai đoạn 2010 và 2015. Đấy, chúng ta làm liên tiếp trong 5 năm, tức là mỗi năm chúng ta cập nhật trên cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được, chúng ta cập nhật di biến động. Đấy là cái kế hoạch của ủy ban nhân thành phố. Và mới đây là thực hiện cái triển khai cái thí điểm cái thu thập cái cầu lao động đó, thì ủy ban thành phố ban hành kế hoạch 5663 ngày 14/1/2011, tức là triển khai cái thu thập cái cầu lao động trong các doanh nghiệp trên toàn địa bàn thành phố. Đấy, báo các anh chị như thế, đích yêu cầu của cái việc thu thập cái thông tin cầu lao động trong doanh nghiệp. Về đối tượng thu thập thông tin là chúng ta là những cái doanh nghiệp hiện nay là chúng ta hạch toán độc lập, thấy các anh chị, hạch toán độc lập, tức là tôi nói hạch toán độc lập tức là điều đó có nghĩa là các chi nhánh là chúng ta không thu thập, thấy các anh chị, các chi nhánh mặc dù có cái con dấu tròn đó nhưng mà chúng ta không thu thập, tức là chúng ta thu thập ở cái doanh nghiệp hạch toán độc lập thôi, tức là trong chi nhánh thì người ta kê khai trong cái doanh nghiệp, thấy các anh chị, tức là chúng ta không có làm thu thập đến tận cái chi nhánh 11 tháng đầu năm, tức là có 9.000 doanh nghiệp là xin khóa mã số thuế của doanh nghiệp, tức là người ta xin chấm dứt hoạt động. Đấy, báo các anh chị là cái tình hình biến động của doanh nghiệp rất là lớn. Nhưng mà cái số liệu mà của Cục Thống kê cung cấp là cập nhật hồi tháng 4/2011. Có cái phiếu mà ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp không ạ? Đây, các anh chị có rồi ha. Thật ra chút xíu chúng ta sẽ làm cái phiếu này. Cái phiếu này nội dung thu thập thông tin nó gồm có những cái có 11 câu hỏi, nhưng mà tôi nói cái nội dung mà thu thập thông tin. Cái thứ nhất là chúng ta ghi nhận cái loại hình doanh nghiệp, cái nội dung thứ hai là cái ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, các anh chị. Đấy. Cái thứ ba là chúng ta là ghi nhận cái số người là đang làm việc trong doanh nghiệp, các anh chị, cái nội dung thứ ba đó. Cái nội dung thứ tư là ta phân loại lao động theo cái công việc, rồi trình độ vấn, rồi trình giới tính, thưa các anh chị, và số đã ký hợp đồng. Cái nội dung thứ năm là chúng ta phân loại lao động chúng ta đang sử dụng đó theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, theo cái trình độ mà được đào tạo đó các anh chị. Và cái nội dung thứ sáu là chúng ta phân loại lao động theo chuyên ngành, gọi là chuyên ngành đào tạo, tức là chuyên ngành đào tạo, tức là người lao động đã có đào tạo thì chúng ta phân theo chuyên ngành. Cái thứ bảy là chúng ta phân loại lao động theo cái nhóm ngành nghề,
tức là cái nhóm ngành nghề ở trong doanh nghiệp, tức là có cái nhóm là làm về công nghiệp, là có nhóm làm về nông nghiệp, có nhóm làm về quản lý. Đấy, tức là chúng ta phân nhóm là cái công việc người ta đang làm. Và cái cuối cùng là chúng ta cung cấp cái nhu cầu lao động tại thời điểm mà coi như chúng ta cung cấp thông tin. Đấy, tức là cái câu hỏi cuối cùng là cái nhu cầu lao động, người ta hỏi cái số lượng thôi. Tức là hiện tại thời điểm mà chúng ta ghi chép thông tin này thì chúng ta cần bao nhiêu lao động, trong đó là cái số thay thế là bao nhiêu. Đấy, cái biểu này nó hết sức đơn giản nhưng mà nó có cái phân loại cái thực trạng lao động sử dụng, phân loại theo cái trình độ, theo cái chuyên ngành đào tạo và theo công việc đó. Thì cái này nó hơi phức tạp chút xíu, thì từng bước tôi sẽ giới thiệu với anh chị. Các nội dung chúng ta là điều tra viên, chúng ta trực tiếp đến doanh nghiệp, các anh chị đến doanh nghiệp và phỏng vấn các anh chị. Các anh chị là đại diện cho cái người siêu lao động, chủ yếu là cái bộ phận mà làm cái công tác tổ chức nhân sự đó. Thì các anh chị cung cấp cái này rất là nhanh cho các anh chị, tức là chúng ta thường ngày chúng ta theo dõi cái lực lượng lao động, thật ra chúng ta có thống kê cái này. Và nếu các anh chị thống kê rồi thì các anh chị cung cấp cho cái điều tra viên trực tiếp, có thể là người ta đưa cái phiếu rồi các anh chị ghi chép rồi các anh chị nộp ngay được. Đấy là cái một hình thức thứ nhất. Thứ hai là cái doanh nghiệp là cung cấp thông tin là qua cái trang email điện tử đó cũng được. Đấy, nhưng mà đòi hỏi là ở đây là có đòi hỏi là cái chúng ta phải có cái dấu của doanh nghiệp, các anh chị. Thành ra là chúng ta có thể là chúng ta làm và chúng ta gửi qua đường bưu điện cho cái phòng lao động thương binh xã hội, tức là phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp tại thời điểm. Đấy, các anh chị cầm cái phiếu ra, tại thời điểm thì chúng ta cung cấp tại thời điểm nào, chúng ta ghi cái ngày tháng vào thời điểm đó, ví dụ ngày 15 tháng. Tức là bây giờ người ta học qua những cái ngành nghề thì học những cái lĩnh vực nào, đúng. Bây giờ ta phân loại ra, tức là ở đây nó có 5 thứ, tức là 5 cái lĩnh vực mà chúng ta chia ra. Thứ nhất là kinh tế xã hội, thứ hai là khoa học tự nhiên, thứ ba là kỹ thuật công nghệ, thứ tư là nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản, thứ năm là y tế, môi trường và các dịch vụ khác, và cái cuối cùng là chưa đào tạo, các anh chị. Đấy, tức là 5 cái lĩnh vực mà chúng ta chia ra. Bây giờ kinh tế xã hội nó bao gồm cái gì? Kinh tế xã hội thì chúng ta biết rồi, kinh tế xã hội nó thuộc cái lĩnh vực là giáo dục nè, đúng không? Tức là những cái người mà về nghệ thuật, mỹ thuật, thiết kế, các anh chị. Đấy, nhân văn, văn hóa, thần học, tức là những cái ngành này nó liệt vào cái ngành xã hội học, khoa học xã hội, lịch sử xã hội học. Rồi ngành báo chí, thông tin, xuất bản, kinh doanh quản lý, tức là những cái người ta học chẳng hạn như kế toán nè, đúng không, học quản trị kinh doanh nè, đấy, và làm học cái công tác quản lý, đúng không, tức là quản lý nhân sự, quản lý nguồn nhân lực gì đó, đấy, tức là gọi là kinh doanh mới. Xíu anh chị. Bây giờ là chúng ta biết rồi, chính phủ ban hành cái nghị định 70 và cái điều chỉnh cái tiền lương là tối thiểu vùng cho các doanh nghiệp, đúng không chị? Tức là chúng ta có cái nghị định 70 là ngày 22 tháng 8 năm 2011, tức là chính phủ quy định cái mức tiền lương tối thiểu vùng đối với người làm việc trong các cái công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có liên quan, các anh chị có thêm mức lao động. Đấy, tức là cái đợt mà điều chỉnh cái mức lương tối thiểu vùng này đó thì không phân biệt doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, đúng không? Tức là chúng ta hợp nhất cái tiền lương tối thiểu vùng, các anh chị. Tức là không có phân biệt. Còn trước đây thì nó có hai cái nghị định, tức là một cái tiền lương mà đối với doanh nghiệp trong nước và một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thì kỳ này là chính phủ ban hành cái nghị định 70, tức là thống nhất cho cả hai khu vực, các anh chị, tức là doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài về vấn đề tiền lương, các anh chị. Cái thứ hai là chúng ta có cái thông tư 23
và hướng dẫn cái việc mà tổ chức thực hiện cái nghị định 70 chị, tức là cơ sở pháp lý là như thế. Tức là chúng ta điều chỉnh, chúng ta có bốn cái mức các anh chị, bốn mức thì các anh chị biết rồi, cái mức mà vùng 1 là 2 triệu, cái mức vùng 2 là 1.780.000, cái vùng 3 là 1.550.000 và vùng 4 là 1.400.000 các anh chị. Đây, tức là đối với cái doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài đó, thì nó tăng thì không bao nhiêu, khoảng 28%, nhưng mà đối với doanh nghiệp trong nước chúng ta là tăng so với cái mức lương tối thiểu vùng của cái nghị định trước đó, thì nó tăng tới 48% các chị, nó tăng rất là nhiều. Do đó thành ra là hiện nay là việc tổ chức thực hiện này nó cũng đối với các doanh nghiệp trong nước thì nó cũng có nhiều lúng túng trong cái thời điểm mà nó cái thị trường của chúng ta, tức là cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, đúng không? Chúng ta điều chỉnh lương cái này thì nó cũng là một cái trăn trở đối với các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên thì chính phủ đã ban hành và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã triển khai, và thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã triển khai cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện nó cũng có những cái vướng mắc, và cũng có thể là một chút xíu thì có gì là các anh chị trao đổi cái gì mà chúng tôi giải thích được, hướng dẫn thêm các anh chị, còn cái gì mà không thể mà giải thích ngay được liền thì chúng tôi có thể là trả lời một văn bản cho các anh chị. Thì chúng ta có thể gửi văn bản lên sở thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Đây, chúng ta có cái vùng 1 thì các anh chị biết rồi, cái vùng 1 là ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được xếp vào vùng 1, chỉ trừ cái Cần Giờ. Trước đây thì có bốn huyện ngoại thành, tức là 5 huyện ngoại thành chúng ta là được xếp vào vùng 2, các anh chị đúng không? Thì bắt đầu từ năm 2010 thì chúng ta đã điều chỉnh rồi, điều chỉnh bốn cái huyện mà chúng ta chuyển sang là vùng 1, tức là có huyện Bình Chánh, là huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn và Củ Chi, chúng ta điều chỉnh sang vùng 1, và chỉ có cái huyện Cần Giờ hiện nay chúng ta là vẫn còn là nằm ở vùng 2, nghe các chị, cái tiền lương là như thế, tức là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Bây giờ một cái doanh nghiệp chúng ta nằm ở trên cái ở một cái địa bàn mà nó có vùng 1, vùng 2 thì sao? Một cái doanh nghiệp chúng ta đó thì chúng ta phải áp dụng cái vùng 1, nghe các chị. Thế mà bây giờ cái doanh nghiệp chúng ta ở một cái vùng mà giáp ranh đó, ở vùng 1, vùng 2, hay cái doanh nghiệp và một cái xí nghiệp chúng ta nó bự quá, chúng ta ở hai vùng, vùng 1, vùng 2, thì chúng ta phải áp dụng cái mức lương tối thiểu vùng ở vùng 1, đúng không chị? Còn nếu trường hợp doanh nghiệp chúng ta có nhiều cái xí nghiệp nhỏ, con bên dưới, vừa vùng 1, vùng 2, vùng 3, thì chúng ta ở vùng nào chúng ta áp dụng cái mức lương tối thiểu vùng của vùng đó. Đây là nguyên tắc là như thế, các anh chị. Đây, tức là trong doanh nghiệp chúng ta có nhiều cái xí nghiệp hoặc là nhiều cái phân xưởng, ví dụ ở vùng chúng ta có đặt một cái phân xưởng ở Nhà Bè, ủa ở Cần Giờ đúng không, thì chúng ta được áp dụng trả nhà ở Cần Giờ là chúng ta trả cái mức lương tối thiểu vùng 2. Đấy, cái nguyên tắc là như thế. Chúng ta là lưu ý là đối với cái doanh nghiệp mà nhà nước, ở đây là cái nói cái doanh nghiệp nhà nước đó chị, tức là chúng ta cũng áp dụng tức là mức lương tối thiểu doanh nghiệp, thì chúng ta nếu mà chúng ta đang xài cái thang bảng lương nhà nước thì chúng ta cũng thực hiện các cái chế độ đó, tức là theo cái quy định về mức lương tối thiểu chung, các anh chị, mức lương tối thiểu chung. Nhưng mà khi người ta xây dựng cái đơn giá tiền lương thì người ta vẫn áp dụng cái mức lương tối thiểu vùng, chúng ta lưu ý như thế. Tức là ở đây là cái doanh nghiệp nhà nước và những cái công ty cổ phần mà từ doanh nghiệp nhà nước hiện nay còn vận dụng cái doanh nghiệp nhà nước thì chúng ta vẫn thực hiện chế độ theo cái mức lương tối thiểu chung, tức là 830.000. Đấy, cái gì hiện nay là chưa có điều chỉnh cái này. Tức là hiện nay cái nghị định 70 này, các chị, nghị định 70 này nó có cái thời hiệu lực từ 1 tháng 10, các anh chị, cho đến 31 tháng 12 năm 2012, tức là người ta quy định cái mốc là đến năm 31 tháng 12 năm 2012, tức là nhà nước sẽ có điều chỉnh cái tiền lương tối thiểu vùng nữa, tức là người ta xác định là cái mốc mà coi như cái nghị định này có hiệu lực, tức là cái tiền mức tiền lương mới này. Đấy.